Như vậy trận đấu giữa câu lạc bộ Viettel và Thành phố Hồ Chí Minh đã khép lại với chiến thắng xít sao 1-0 nhưng về đội chủ nhà. Đây là trận đấu mà bàn thắng của Viettel có mang dấu ấn của Phan Tuấn Tài là khá lớn, khi anh có một pha tạt bóng khiến cho Bùi Tiến Dũng mắc sai lầm và để và sau đó thì Giovanni đã có pha sút bồi thành công. Ở đây chúng ta thấy có sự xuất hiện của Tư Dũng, người đang dưỡng thương. Chúng ta sẽ được chứng kiến phần phỏng vấn của Phan Tuấn Tài. Trận đấu đầu tiên ở V-League em thấy như thế nào, nó khác biệt gì so với trận đấu của Hàn Nhất? Tính chất rất là căng thẳng, với cả em cũng vào tấn từ sớm nên là cũng bắt nhịp được, nên là cũng không có gì khó khăn lắm. Cái trận đấu đầu tiên này nếu em tự chấm điểm cho mình thì có cái điều gì em hài lòng không hài lòng với cái màn trình diễn ngày hôm nay? Hài lòng là em chơi hết mình, còn chưa hài lòng thì chắc lẽ là cần cái kinh nghiệm đấu. Có điều gì mà em nghĩ là mình cần phải cải thiện khi mà sẽ phải cạnh tranh với suất đá chính ở Viettel? Cải thiện mọi thứ tốt lên, ví dụ tốt rồi thì tốt nữa. Ví dụ ví dụ như thể lực và sức mạnh.